Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là phiên bán hàng ngày 18 tháng 1 năm 2021. Phần đầu video thì lúc nào mình cũng có giới thiệu sơ qua về kênh Lan Trần Nguyễn Lâm ha. Bên em bán hàng trên hai kênh Facebook Lan Trần Nguyễn Lâm cũng như là YouTube Lan Trần Nguyễn Lâm. Thì các anh chị và các bạn có thời gian thì cũng có thể ghé qua Facebook Lan Trần Nguyễn Lâm. Cả hai thì tụi em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại 0961851766. Địa chỉ vườn lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nó ở phía sau lưng trường cấp 3 thành phố Đồng Xoài đó các anh chị. Về số tài khoản đặt hàng thì tụi em chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản bên ngân hàng ACB 20401949 ha. Phần đầu video thì Nguyễn có mới về một số lượng cũng không lớn lắm, đó là kiều vuông của rừng Cát Tiên. Đây là một đặc sản của kênh Lan Trần Nguyễn Lâm đó các anh chị. Tại vì cái loại này hiện tại bây giờ là nó cũng đã rất là hiếm rồi. Đây là kiều vuông của rừng Cát Tiên Việt Nam. Cái loại này thì nở hoa vào mùa xuân nha các anh chị. Và đối với cái loại kiều này thì các anh chị và các bạn có thể kích hoa trước Tết 30 ngày á. Và hàng ngày hôm nay thì nó về cái hàng dề, những cái hàng dề như thế này. Đối với kiều vuông của rừng Cát Tiên thì các anh chị biết là nó giáp với tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng cũng như là Đồng Nai, cho nên là về cái nguồn hàng thì tụi em có được cái nguồn hàng nó rất là tốt từ rừng Cát Tiên. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì Nguyễn chủ yếu bán về cây năm cánh trắng Phú Thọ và dạng những cái size cây mà ngày hôm nay Nguyễn bán là dạng size nhỏ, cây dùng để làm giống nha các anh chị. Nguyễn quay sơ cái vườn cây cây giống cho các anh chị và các bạn xem. Đây là những cái chậu nái mà từ những cái chậu này thì Nguyễn sẽ làm kỳ trên những cái chậu này và xuất bán cho các anh chị. Đây là chậu năm cánh trắng chân thành rất lớn. Ở đây là những cái chậu nái. Thì ở đây Nguyễn có một cái cây, cây này là cây tích lịch hỏa, một cây có mặt hoa rất là đẹp và hiện tại Nguyễn đã đang làm được những cái nụ lớn như thế này. Chắc có lẽ là trong khoảng một tuần nữa thì cây tích lịch hỏa này nó sẽ nở hoa. Cây này là một cây ám bệt mũi trắng rất đẹp nha các anh chị. Những cái cây năm cánh trắng Phú Thọ mình bán trong ngày hôm nay là thực sự là những cây rất là đẹp và có thể nói là để làm giống, làm hoa, làm kỳ, làm mầm gốc vào một cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm rất là phù hợp luôn nha các anh chị. Ở trong miền Nam á, còn ở phía Bắc thì có thể là thời tiết nó lạnh hơn thì các anh chị có thể là chờ nó thời tiết nó ấm lên rồi chúng ta có thể làm mầm gốc sau. Chậu năm cánh trắng Phú Thọ số 1, 6 sen ha. Các anh chị thấy là cây nó thắt ngọn và rất là béo ú. Chậu này thì kích thước được 6 sen và giá là 7 triệu. Đối với những cái size siêu nhỏ như thế này thì cái này các anh chị đừng có tính theo sen ha. Đó là chậu số 1. Chậu số 2, kích thước nó 8 sen và giá là 8 triệu rưỡi. Cũng là những cái cây rất là mập ú như thế này. Những cái cây này các anh chị về có thể làm được rất nhiều kỳ trên thân nha. Có thể là làm kỳ trước làm mầm gốc sau, hoặc là làm mầm gốc trước làm kỳ sau đều được, hoặc có thể làm hoa đầu ngọt cũng được các anh chị. Chậu năm cánh trắng Phú Thọ số 3, chậu này giá là 9 triệu. Kích thước là 9 sen. Các anh chị thấy là những cái cây size nhỏ như thế này đúng ra là Nguyễn sẽ dùng để làm giống, làm kỳ nó có lợi hơn. Chậu số 4, 11 triệu. Kích thước nó được 11 sen nha. Chậu số 5, 9 triệu. Kích thước nó là 9 sen. Cây nó thắt ngọn và mập như thế này. Tất cả những cái cây này thì chưa có được làm mầm gốc nha các anh chị. Mắt gốc của nó vẫn là còn nguyên á, chưa được động thuốc đâu. Chậu số 6, 13 sen, giá là 13 triệu. Tức là những cái size nhỏ nhỏ như thế này thì nó sẽ là tầm 1 triệu một sen. Đối với những cái cây mà trên 10 sen cho tới 15 sen á thì giá trị của nó là tầm 1 triệu một sen. Chậu số 7, 14 sen, giá là 13 triệu rưỡi. Tất cả những cây ở đây đều đã thắt ngọn và mập ú hết rồi. Chỉ cần chờ thời tiết ấm lên là chúng ta làm mầm gốc được thôi. Chậu số 8, 14 sen, cũng giá là 13 triệu rưỡi. Các anh chị thấy cây này rất là mập mà, mập ú rồi.
Những cái size này thực tế ra Nguyễn chia sẻ giống cho các anh chị thôi, chứ nếu mà Nguyễn để làm mầm gốc và làm kỳ thì sẽ bán sẽ có lợi hơn rất nhiều. Chậu số 9 12 cm và giá là 12 triệu. Lâu lắm rồi Nguyễn mới bán những cái cây Phú Thọ mà nó đẹp như thế này nha các anh chị. Chậu số 10 14 cm, giá là 13 triệu rưỡi. Tất cả những cây này mắc gốc đều còn nguyên zin nha, chưa có động thuốc nè. Chậu số 13 10 à, chậu số 11 13 cm, giá là 13 triệu. Rất là đẹp. Tiếp theo là chậu số 12 14 cm, giá là 13 triệu 500. Các anh chị thấy là đối với cây năm cánh trắng Phú Thọ thì thường thì mình bán những cây lắc thôi, chứ còn những cái cây mà dạng như được trồng lâu ngày mà thắt ngọn như thế này thì ít khi mà mình xuất lắm. Mà ngày hôm nay thì mình xuất một cái lô rất là đẹp như thế này, thì các anh chị và các bạn chúng ta cũng nên chốt nhanh đi. Chậu số 13 14 cm, giá là 13 triệu rưỡi. Cây này thì phần dưới nó hơi ốm một tí, nhưng mà phần trên này nó đã phình. Chậu số 14 18 cm, giá là 16 triệu. Với những kích thước mà nó lớn hơn như thế này thì giá của nó thì dưới 1 triệu 1 cm nha các anh chị, dưới 1 triệu. Đối với những cây giá trị mà nó thắt ngọn và mập mạp như thế này thì giá trị mà tính theo cm nó sẽ cao hơn đối với những cây đang đi ngọn. Chậu số 15 18 cm, giá là 16 triệu. Những cây mà nhỏ nhỏ đang đi ngọn chưa phình thân á thì nó cần thời gian để tích lũy năng lượng rất là lâu thì nó mới mọc ra được như thế này, cho nên giá trị của nó sẽ thấp hơn đối với những cây thắt ngọn. Chậu số 16 21 cm, giá là 18 triệu 500 ha. 21 cm đẹp long lanh ha. Chậu số 17 19 cm và giá là 17 triệu. Đối với những cây này các anh chị về có thể là làm hoa đầu ngõ cũng được, mà chích một phát ngay trên thân chắc chắn nó sẽ ra được 4 5 cây, tại vì cây nó đã tích lũy rất nhiều năng lượng trong thân. Chậu số 18 20 cm, giá là 18 triệu, có nghĩa là nó nằm ở tầm 900 nghìn cho 1 cm đối với cây như thế này. Chậu số 19 18 cm, giá là 16 triệu. Chậu số 19 và chậu số 20 là hai cái chậu rất là đẹp nha các anh chị thấy cây nó mập so với ngón tay Nguyễn, các anh chị thấy là cây nó rất mập nha các anh chị nha. Cuối cùng là chậu số 20 là cái chậu đẹp nhất ở đây nè. 28 cm và giá là 25 triệu. Anh chị xem kỹ cái chậu này. Nó mập từ dưới lên tới ngọn các anh chị thấy chưa? Lá từ gốc đến ngọn còn nguyên, rất đẹp. Cái này về làm hoa cũng được, làm cây cũng được. Còn về mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ thì là một mặt hoa nó quốc dân. Những người mà chơi hàng va, có những cây tiền tỷ đi nữa thì trong vườn không bao giờ thiếu năm cánh trắng Phú Thọ, là một mặt hoa rất đẹp các anh chị. Tiếp theo thì mình có một cây hồng yên thủy. Hồng yên thủy hiện tại bây giờ giá nó đã lên rất là cao. Cây này hiện tại nó là một cái cây quốc dân và được người ta thu gom rất nhiều. Thì ở đây cái cây này kích thước của nó được 45 cm, và các anh chị xem kỹ là ngọn đang phi rất mạnh nha. Về giá của nó thì nó chỉ tầm hơn 6 triệu một cm thôi. À, giá của nó cũng xem 6 triệu một cm, có nghĩa là nó tầm 275 triệu cho cái chậu này. Và cây này thì cứ 3 ngày là nó đi 1 cm nha các anh chị. Cứ 3 ngày là nó đi 1 cm. Mặt hoa hồng yên thủy thì hiện tại bây giờ nó thuộc dòng quốc dân rồi. Như mình cũng nói lúc nãy là hiện tại các nhà vườn đang thu gom rất là nhiều những cái cây này về để mà làm kỳ. Cây hồng yên thủy này cũng là một cây rất là xinh hoa, cho nên việc làm kỳ của nó thì thường thì người ta cắt khúc ra làm kỳ, chứ ít ít khi mà làm kỳ trên thân đối với cái dòng hồng yên thủy này lắm. Thì các anh chị thấy như cây này là mình chỉ làm vài đốt thôi mà ra hoa rất nhiều rồi.
Ở đây mình có một chậu bạch châu Như, mặt hoa như hình các anh chị và các bạn xem, cây đang hoa luôn nha, đang rất là nhiều hoa. Thì cái chậu này mình bán với giá là 1 triệu nha. Anh chị nào muốn sưu tầm mặt hoa này thì các anh chị chốt nhanh, tại vì cũng có chỉ có một chậu duy nhất thôi. Giá thể tụi em trồng thì rất đơn giản, một cái bầu nhỏ như thế này kích thước có chỉ 12 cm thôi, nên là nó rất là nhẹ, đóng hàng đi rất là gọn ha. Cây này mặt hoa nó bạch đỏ đậm đó, ở phía giữa thì nó còn hơi hồng hồng một chút thôi, nó chưa phải là nó chưa được xếp vào dạng siêu bạch nữa các anh chị, mà nó cũng rất là đẹp. Chậu bạch châu Như này thì giá là 1 triệu, và phần sau video này thì mình sẽ có vài cái giò hoàn hảo kèn đăng hoa. Anh chị nào muốn sưu tầm hoàn hảo kèn thì ở đây là những cái giò thuần được thuần 2 năm và sẽ lên mầm gốc năm thứ ba nha. Đây đây là cái khu vườn lan rừng của Nguyễn đây nè. Cây hoàn thảo kèn tím, mặt hoa tím rất là đậm đây. Ở Bình Phước thì nó nở rất là sớm, còn đối với các cây hoàn thảo kèn phía Bắc thì nó phải chờ sang xuân nó mới nở. Tại trong Bình Phước thời tiết nó tương đối là nó ấm áp hơn đó các anh chị. Hoa mặt hoa tím đậm. Ngày hôm nay thì mình sẽ đăng video bán hàng rất là sớm. Chậu số 1 này giá là 700 nghìn. Các anh chị thấy là nó rất là nhiều, là một thân tơ này. Thân tơ. Những cái thân này sẽ ra hoa nha các anh chị. 2, 3, 4, 5, 6. Thân thân đăng hoa này thì kích thước nó khoảng tầm 6-70 cm đó. Đó là giò hoàn thảo kèn số 1 giá là 700 nghìn. Những cây này thì nó chờ hoa ở những cái thân tơ các anh chị. Các anh chị chăm một thời gian ngắn về tưới mạnh thì sẽ ra hoa thôi. Chậu số 2 giá là 300 nghìn. Anh chị thấy chậu này thì nó gồm nhiều khóm, tuy nhiên là nó chỉ có có hai thân tơ thôi nha, có hai thân hoa đó. Những cái khóm bên kia thì có thể là nó bị hỏng, chỉ có một khóm giữa này có hai thân hoa nha, một thân đang ra hoa và một thân chưa, mặt hoa tím đậm, nên giá chỉ có 300 nghìn cho giò số 2. Và đây là giò số 3, giò số 3 này thì 200 nghìn đó. Nhiều khóm nhưng mà nó chỉ có một thân tơ thôi, hai các cái khóm còn lại thì có khả năng là bị hỏng nha. Đó, khóm này thì nó đã trồng thuần một thân hoa, giá là 200 nghìn. Các anh chị mua về làm giống à, về các anh chị chăm thì nhiều năm sau nó sẽ thành một cái tác phẩm lớn. Giò hoàn thảo kèn số 4 giá là 250. Một khóm như thế này, hai khóm à, có một thân đăng hoa và một cái thân tơ nhỏ thôi. Đó là những cái giò hoàn thảo kèn đăng hoa cho các anh chị và các bạn sưu tầm. Video bán hàng ngày hôm nay thì chủ yếu là Nguyễn bán về cây năm cánh trắng Phú Thọ, là những cái cây mà về cái size kích thước của nó vừa phải để cho các anh chị và các bạn sưu tầm, không quá lớn cũng không quá nhỏ và nó rất là mập mạp ha. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì có bán hàng trên Facebook, các anh chị có thể là ghé qua Facebook Lan Rừng Nguyễn Lâm thì Nguyễn có thể xem xét các anh chị và các bạn có những hình ảnh về hoa lan thì Nguyễn sẽ kết bạn với các anh chị để tiện mua. Các anh chị và các bạn mua hàng trên Facebook thì có thể là chốt trên bài. Còn nếu các anh chị và các bạn mua trên YouTube thì có thể là mua hàng qua số điện thoại 0961851766 à. Bên em chỉ nhận đơn hàng qua các cuộc gọi trực tiếp thôi. Video bán hàng đến đây là kết thúc. Nguyễn xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo nhé.